đầu kính lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm ăn miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm trộm dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là những địa ngục đàn đóa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua cú phát thanh rợn người nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa ở trong thân quyến bất hòa hai tranh hai cãi người xa lánh dần miệng gây nghiệp ác ngu đần quý tam bảo ngàn lần ăn năn ăn cúi đầu kinh lại Thế Tôn một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phủ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quất hòa oán trời cách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối niệm điên dập đầu đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã tiểu thành thánh nhân tư thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hán được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tím to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoặc dùng ý ngữ khoe tai vu khống xuyên
tán chê bái trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay. Có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ. Kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu. Bày ra lời nói đôi chiều, tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng. Dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lời dường như dao. Vua tôi nghi kỳ lắm nhau, vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa. Hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình. Gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la. Ác nghiệp như nước hằng hà, lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày. Con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không. Ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành. Phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền. Ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu. Nhập hàng thanh giả chân tu, mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm. Mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay. Cúi đầu năm vóc trương đài, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi. Lời nói thô ác ôm sòm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều. Nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đọa xa. Cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua khu phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần. Quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh,
cúi đầu kính lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa. Cùng người xô xa quất hòa, oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng. Tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên. Ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan. Làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà hàng, miệng khoe quan đã tiểu thành thánh nhân. Tư thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sắm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ. Hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi. Lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoặc dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay. Có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ. Kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường. Tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa. Cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la. Ác nghiệp như nước hằng hà,
lòng thành sám hối tin tha nghiêm dày. Con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không mà ác nghiệp miệng sám vừa xong. Nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành. Phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền. Ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu. Nhập hàng thanh giả chân tu anh. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm. Mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại. Hướng về tam bảo miệng mài quý ơi. Lời nói thô ác ôm sòm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều. Nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đọa xa. Cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần. Quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh. Cúi đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên. Chẳng phân quen lạ sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa. Cùng người xô xa quất hòa, oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng. Tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu
cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân, tư thiện bám định chứng phần Bồ Tát là hắn được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to ở văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mỏi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoặc dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Này con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu anh. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi.
sám hối nghiệm sai miệng mồm ác miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là những địa ngục đàn đọa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua cú phát thanh rợn người nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa ở trong thân quyến bất hòa hai tranh hai cãi người xa lánh dần miệng gây nghiệp ác ngu đần quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh cúi đầu kinh lại Thế Tôn một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phũ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quất hòa oán trời trách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân tứ thiền bám định chứng phần bồ tát la hán được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tiếng to ở văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều rằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn mỏi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu khống xuyên tạc chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người nga
hay có hoàng khó nổi có bài ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Này con phát lộ chí thành tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ kể từ kiếp kiếp nghìn thu gây ra tội lỗi oán thù vì đâu bày ra lời nói đôi chiều. Tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng dèm pha phần tán đôi đường tấn công khích bác lợi dường như dao vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa hai bên liền kết an hòa cũng vì theo vết dèm pha sự tình gây nên thù oán giao tranh làm cho nước loạn dân lành khóc la ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiêm dày con nguyện tu sửa từ đây nguyện cho tội ác miệng này hóa không mà ác nghiệp miệng sám vừa xong nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành. Phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền. Ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay. Cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi.